Chào các em sinh viên thân mến. Chúng ta tiếp tục với chương 9, chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng. Đây là chương các em tự đọc tài liệu, thầy chỉ giới thiệu ý chính giúp các em đọc tài liệu hiệu quả. Ở chương này gồm có 3 mục. Thứ nhất, chủ nghĩa xã hội hiện thực. Thứ hai, sự khủng hoảng sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội Xô Viết và nguyên nhân của nó. Thứ ba, triển vọng của chủ nghĩa xã hội ở một Nam Á chủ nghĩa xã hội hiện thực. Các em biết rằng ngày 7 tháng 11 năm 1917, dưới sự lãnh đạo của lãnh tụ Lenin, cách mạng tháng 10 Nga thành công lật đổ chính phủ lâm thời tư sản, xây dựng nhà nước Xô Viết đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Sau khi Lenin qua đời năm 1924, với yêu cầu xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội, xóa bỏ nghèo nàn lạc hậu và biến Liên Xô thành một cường quốc công nghiệp, phá vỡ thế bao vây của các nước đế quốc, Liên Xô tiến hành xây dựng cơ chế kế hoạch hóa tập trung cao, và đây là mô hình chủ nghĩa xã hội đầu tiên trên thế giới. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới ra đời, giữ vai trò quan trọng trong sự phát triển của lịch sử nhân loại. Trong hơn 70 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội, Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa khác đã đạt được nhiều thành tựu to lớn về kinh tế, khoa học, văn hóa, giáo dục, y tế, xã hội, vân vân. Ở hai La Mã sự khủng hoảng, sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội Xô Viết và nguyên nhân của nó. Các em biết rằng bắt đầu vào cuối những năm 80 của thế kỷ 20, Liên Xô và các nước xã hội Đông Âu rơi vào khủng hoảng. Từ tháng 4 năm 1989 trở đi, sự đổ vỡ liên tiếp diễn ra ở Đông Âu. Sau đó, trong vòng 25 đến tháng 9 năm 1991, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và 6 nước Đông Âu sụp đổ hoàn toàn. Nguyên nhân là do duy trì quá lâu mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp. Nguyên nhân sâu xa lại thuộc về nguyên nhân chủ quan duy ý chí của cấp lãnh đạo ở các nước xã hội chủ nghĩa. Phần 3 La Mã, triển vọng của chủ nghĩa xã hội. Các em biết rằng chủ nghĩa tư bản không phải là tương lai của nhân loại. Vì theo chủ nghĩa Marx, chủ nghĩa tư bản cho dù đã có sự đổi mới nhưng vẫn mang bản chất bóc lột. Trong khi đó, các yếu tố của chủ nghĩa xã hội đã xuất hiện trong lòng xã hội tư bản. Sự cải cách đổi mới của các nước chủ nghĩa còn lại đã đạt được những thành tựu đáng kể. Nên chủ nghĩa xã hội là tương lai của xã hội loài người. Trên đây là những cái ý chính để giúp các em đọc tài liệu hiệu quả hơn.